nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè hồng hồng. Mồ hôi quê lưng áo em bạc trắng, con cái bây giờ chưa là con cái xanh, giọt mồ hôi tròn lăn trên đất lòng anh. Tóc em vui gió vương xòa trên mái, trời quê hương rất quê mà rất lạ, cứ dây trong thầm 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 ơn đầu. Ngay trên cổng trường ta đã mến yêu nhau, em cứ để gương mặt tròn lăn đơn, con kênh xanh từ bắn em trong bóng. Buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh, con kênh ta đào có anh mà có em. Đông kênh quý quá rất nhiều đồng đội. Sau hơn 40 năm đã trôi qua, những tiếng hát của những người đi xây dựng công trình thủy lợi ra đi từ vùng đất Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh vẫn tràn đầy sức sống, vẫn phụt cao cùng đất trời quê hương. Hôm nay họ đã có dịp cùng nhau trở về thăm lại công trường giữa núi rừng Trường Sơn năm xưa. Cảnh vật cũng như con người sau 70 năm hẳn đã có nhiều thay đổi. Nhưng tình cảm của các bà mẹ Vân Kiều, Pa Co, hơi ấm cuộc sống từ các bản làng A Sinh, Si, A Túc đối với những chàng trai, cô gái tuổi đời chỉ mới 16, 18, đôi mươi đến từ miền xuôi, và cả những kỷ niệm về những tháng ngày gian khó, yêu thương, sao cứ rưng rưng, khó nói hết thành lời. Thì lần đầu tiên lên đây là khi nữa khoảng 16 tuổi ấy. Thì nói chung là lên đây là toàn rừng về núi. Khi tôi ra đi làm nhiệm vụ ở vùng Liên này thì khi lên đây thì nói thật đó, tuổi mới 16 thôi. Nhưng mà theo tiếng gọi của quê hương đi xây dựng vùng kinh tế mới thì tôi cũng sẵn sàng lên đây. Chúng tôi là đi qua những bãi trên là không được bước vào trên bởi vì bom mìn là đang còn dày đặc của bom Mỹ. Có những chị vào đây là tuổi nhỏ quá chưa làm được, thì chỉ có vào là chỉ có bị sụt rét quá dài, rồi sau đó phải trở về. Rồi khi trở về thì nghỉ ngơi được ít thì phải tiếp tục đi vào những cái chỗ là những cái kênh công trình là Hà Thường rồi Nghĩa Hy. Kỷ niệm đây đáng nhớ là có mấy bạn mà đi dọn đau ốm ở bệnh viện xa, phải đi cạn một người, phải đi phải 10 người, phải cạn một người. Tôi đau những cơn sốt rét rừng là đau nằm ở tại là lán 3 ngày. Sau đó là như anh chị em đưa về Khai Sinh, vòng đưa về Khai Sinh. Về Khai Sinh là được sự giúp đỡ của bệnh viện, vậy chứ là đưa về Hà Lan là mổ ruột thừa. Nhiều chị đau, nói chung khi nữa là người to đau á thì phải cứ 15 người thương ra Khai Sinh đi đường rừng bên núi vất vả, còn người nhỏ đau á thì khoảng 10 người, rồi là trang thiết bị là đầy đủ lương thực để mang đi theo người bệnh. Là còn trường hợp chị Xuân đấy á, chị đau ấm ỉ nhưng 3-4 ngày liền thì đơn vị cũng không biết đau cái gì, cứ là nói là răng mà đau ấm ỉ nó rọt ấy. Thì đưa ra Khai Sinh á thì họ phát hiện được là ruột thừa cấp tính, là coi như là họ không thể là mổ kịp thời nữa, mà họ cho xe cấp cứu trở về là tại bệnh viện Đông Hà. Lúc đó là không kể chi tuổi tác, đất nước cần đang gọi thì chúng tôi tìm nguyện lên đường, người ra chiến trường bảo vệ tổ quốc, người vào hiến trường xây dựng quê hương để chúng ta góp sức là vắt đất ra nước để là tưới cho cái đồng của là quê hương Hương Liên này. Tôi cũng không ngờ hôm nay được hơn 40 năm tuổi cũng cao, bây giờ là được quay trở lại nơi này là kỷ niệm của đi qua những bước chân thanh niên của chúng tôi ngày xưa là hàn gắn vết thương chiến tranh, thì chúng tôi cũng rất xúc động. Khi tôi đặt chân đây là tháng 11 năm 1978, đến bây giờ là 2019 tôi lại trở lại đây. Thì tôi rất tự hào để nhìn thấy cái công cảnh mà ngày xưa mình đã đóng góp thời trai trẻ ở đây. Thì ngày xưa là bản làng lìa đây là heo hút, nhưng bây giờ nhìn thấy phong cảnh như thế này thì tôi cũng là rất là cảm động và cũng tự hào bản thân mình và thế hệ trẻ của là tỉnh Quảng Trị đã đóng góp để xây dựng vùng kinh tế ở vùng núi đồi xa xôi của là quê hương. Tuổi thanh xuân hiến dâng tất cả đến bây giờ bằng ngã về chiều,
đường đi dài biết bao nhiêu, bây giờ nhớ lại những điều năm xưa, cùng đồng đội nắng mưa chia sẻ, nắm rau rừng, canh nấm, canh măng, khoai môn cùng với sẵn hăng, nhưng lòng vẫn sáng như tăng đêm rằm, có ngày trời rét căm căm, vẫn gồng, vẫn gánh, vẫn hăng hại làm, mong cho dòng nước ngập tràn, tưới cho đồng ruộng mùa màng tốt tươi. Gió linh cam lồ sáng ngời, vĩnh linh đất thép tuyệt vời quê hương. Ngày mai con lại lên đường, con trai con trộn tình thương dạt dào. Lên đây cùng với đồng bào, làm nương phạt dậy tự hào đoàn ta. Vượt qua dòng suối la la, vùng lìa thịt tắp đường xa mịt mù. Đến đây rừng núi âm u, chim kêu vườn hót như ru lòng người. Dừng chân là ở sườn đồi, làm nhà rừng đán tiếng cười râm ran. Bao nhiêu cực nhọc tiêu tan, chỉ còn nghị lực tọa lan núi rừng. Cơm một bát, sẵn hai lưng, bo bo bóc hạt đã từng trong kho. Bát thì nhỏ, sẵn thì to, nước khô trong vắt như đo lòng người. Vẫn ca, vẫn hát, vẫn cười, thể thao văn nghề vui tươi bản làng. Một hồi còi đã reo vang, thiên nhiên tiếp tục lên đàng tiên phong. Vượt qua bao núi bao sông, đi làm thủy lợi ấm lòng quê hương. Hôm nay trở lại chiến trường, bạn làng đội mới tình thương dâng trào. Ngọn cờ đỏ thắm trên cao, bà con dân bản đón chào đoàn ta. A xin a túc a cha, điền đường trường tràm bao la núi rừng, niềm vui phấn khởi tưng bừng, miền xuôi miền núi về chung một nhà, vùng lìa vang vòng tiếng ca, 40 năm ấy, thiệt tha mặn nồng, tấm lòng cô gái Vĩnh Long, như bông hoa thắm, giữa vùng biên cương. Trước kia là các em lên làm công trình ở đây là vất vả. Nước không có này, rau không có ăn này, là nhiều vất vả. Cơm nước như dân cũng đòi, mà dân cũng thương. Có cái gì cũng cho các em ăn. Trong nhà, cho chuối này. Cho chuối, cho thắn gì cũng giúp cho bắp. Đây là Phan Thị Hoa này, đây là... Hồ Lìa chỉ là một công trình nhỏ trong số hàng chục công trình thủy lợi trọng điểm của Quảng Trị, mà lực lượng tuổi trẻ của Trung đoàn Bến Hải đã tham gia xây dựng. Tháng 4 năm 1977, một thời gian ngắn sau ngày đất nước hòa bình, huyện Bến Hải, tỉnh Bình Trị Thiên đã có quyết định thành lập Trung đoàn 477, còn gọi là Trung đoàn 477 Bến Hải, tập hợp hơn 6.000 thanh niên nam, nữ thuộc 24 đơn vị từ các xã của Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ với nhiệm vụ xây dựng các công trình thủy lợi, rà phá bom mìn, khắc phục hậu quả của chiến tranh, khai hoang mở đất để phát triển sản xuất. Lễ ra quân được tổ chức tại sân vận động xã Vĩnh Thủy. Trung đoàn 477 Bến Hải được tổ chức như một đơn vị quân đội thực sự. Trong những ngày đầu, các đại đội thanh niên được điều động tăng cường cùng sát cánh với lực lượng của sư đoàn thủy lợi Triều Hải để xây dựng đài công trình thủy nông Nam Thạch Hãn. Sau một thời gian, Trung đoàn 477 Bến Hải nhận nhiệm vụ mới, lần lượt bắt tay xây dựng các công trình như hoàn chỉnh hệ thống kênh mương La Ngà, Bào Nhung, xây dựng đê ngăn mặn Vĩnh Linh, xây dựng trạm bơm nước ngầm ở xã Vĩnh Kim, xây dựng hồ chứa nước Kinh Môn, Hà Thường, Trúc Kinh trên địa bàn Gio Linh, xây dựng hồ chứa nước Nghĩa Hy, Lâm Lang ở Cam Lộ. Ngoài ra, các đại đội trực thuộc Trung đoàn 477 Bến Hải còn góp sức thi công một số công trình như đập Bến 8, đập Đài Đồ, Cảnh Hòm, Phủ Dùng và tham gia rà phá bom mìn ở khu vực Cồn Tiên, Hải Thái. Tự hào về những năm tháng tuổi trẻ trên những công trường bụi đỏ, những chàng trai, cô gái của Trung đoàn 477 Bến Hải vẫn không thể nguôi quên sự hy sinh của đồng đội trong lúc đắp đập chằn chọc. Hôm nay, họ về hồ chứa nước Hà Thường, nơi miền Tây Gio Linh, không chỉ để thăm lại công trình năm xưa, để gặp lại tuổi trẻ của chính mình và bạn bè từ trong ký ức, mà còn là dịp để tưởng nhớ về những con người đã ngã xuống. Buổi sáng đó là chúng tôi đi làm, là cũng người thì cuộc, người thì gần gồng, đang làm hăng say thì cũng vui vẻ, người thì nói để chuyện gia đình, người yêu, là lúc đó là đất sập xuống, là không các đồng chí là hiền, rồi hình, rồi hiến, rồi xuân, là bộ xuống là đất sập lên là chết luôn.
khi tỉnh Quảng Trị được giải phóng thì khi đó có chủ trương là thành lập cái trung đoàn kinh tế, là chúng tôi là những thanh niên tuổi trẻ mới học, có người học hết cấp 2, có người chưa hết cấp 2, nhưng mà theo cái yêu cầu là chúng tôi đã lên đường và đi làm tất cả các cái công trình mà theo yêu cầu của tỉnh. Thì chúng tôi làm là gồm có Nghĩa Hy, Hà Thường, rồi là Kinh Môn và một số đi đập trấm. Thì trong cả quá trình làm thì anh em cũng rất là nhiệt tình và là nguyện hết sức mình để đem sức trẻ cống hiến cho là quê hương. Thì trong quá trình làm việc thì cũng có một số là đau ốm, rồi là có một số là hy sinh, nhưng hiện nay cũng đang tiếp tục làm là chính sách nhưng mà vẫn chưa được. Nhân buổi gặp mặt hôm nay có đầy đủ anh chị em của các xã Vĩnh Long, Vĩnh Chấp, Vĩnh Nam, Vĩnh Tú, Cam Hiếu, Cam Thành nói chung, thì cũng chứng kiến, tất cả anh em được chứng kiến là những nhân chứng sống để chứng kiến cái sự hy sinh trong làm nhiệm vụ. Nhưng mà các em chưa được chế độ của nhà nước là ưu đãi, cho nên tôi cũng mong muốn các cơ quan chức năng nghiên cứu và là chiếu cố làm thế nào cho các em hưởng được cái chế độ là những người đã hy sinh vì nhiệm vụ. Quá trình xây dựng các công trình thủy lợi và tham gia rà phá bom mìn khai hoang trên những vùng đất từng là chiến trường hết sức ác liệt trong chiến tranh, phải thường xuyên đối mặt với biết bao gian lao, khó nhọc và hy sinh. Nhưng ngày ấy, các anh, các chị vẫn luôn lạc quan, yêu đời, không tính toán thiệt hơn, sẵn sàng dâng hiến sức trẻ của mình để cùng chung tay vì tương lai của quê hương. Tức là không có máy móc, mà toàn là dùng cái sức con người là chủ yếu. Cho nên phải nói là trong lúc đó là thanh niên từ 18 đến 20, cho nên là huy động một lực lượng tối đa là thanh niên là chủ yếu. Mà anh em phải nói là rất là nhiệt tình đối với công việc trên công trường. Tức là ngày ngày là đôi gánh trên vai thôi, chứ không có một cái máy móc nào khác, mà chỉ có dùng sức người. Nhưng mà phải nói tinh thần của anh em mà tôi nói thấy là rất là tốt. Vì cái cách tổ chức là khúc cạc chứ một cái quân đội hết, là ăn theo kẹn, làm theo kẹn. Đó, như thế là tôi thấy là rất là phù hợp với trong cái sau khi giải phóng xong. Là cuối năm 77 cho đến năm 1980, còn sót lại một vài công trình bê tông thì đơn vị Vĩnh Thân vào làm thôi. Còn đến năm 80 là rút hết toàn bộ 32 đại đội ra Hà Thường. Tôi là một trong những cái xã của huyện Cam Lộ, tức là tôi xã Cam Hiếu, thi công ở cái công trình này. Tuy nhiên mà nó có nhiều cái kỷ niệm đẹp, đặc biệt là lứa lúc đó là toàn thanh niên hết, người lớn lên hết. Chúng tôi lúc đó mới 27, 28 tuổi thôi. Mãi cho đến bây giờ là cách 40 năm chúng tôi mới trở lại công trường, hơn 45 năm tôi mới trở lại công trường. Thực ra là ăn thì cực, đói thật, bởi vì ăn cao xếp mà có đâu mà ăn cho nó. Nhưng mà gánh thì một ngày là một buổi sáng phải 40 gánh, buổi chiều phải 40 gánh là 80 gánh. Mà cứ mỗi gánh như vậy á, là một ngày như vậy là tôi tính trên đường đi là phải đi cái 40 gánh trên vai là phải đi 20 cây số. Đó là mỗi cái công nhân ở trên thi công công trường. Năm 78 này là gồm có mấy đơn vị, tức là đơn vị Vĩnh Thân, đơn vị Do An và có như đơn vị Hải Thái, về Do Bình. Nói chung là có Trung Sơn, có nhiều đơn vị cũng tập trung về đây. Nhưng có một hôm năm 78 là có một lần là coi như là bị vỡ đập. Nên lúc đó là kỷ niệm tôi thấy được là coi như giờ chỗ tôi chết hai người ở đơn vị ấy. Còn ngoài đó là có tuyên dương người đơn vị không biết cam tuyên hay quan thủy gì đó là coi như là vượt cứu. Thì sau đó là họ cũng thân hai người này được đến với nhau giống như một kỷ niệm là coi thấy đến công trình coi như nghĩ này. Mà trong lúc làm thì nói chung là có đoàn thanh niên thì con người thì rất trẻ, mới nghỉ học, nghỉ nhà trường, mới xong lớp 9. Nhưng lên đây là có tinh thần rất hăng say. Đặc biệt tôi nhớ là có nhiều bữa thời tiết rất nắng nóng. Vào nhiều khi đến 11 giờ mà anh em vẫn đối quang gần trên vai. Nhưng mà vẫn hăng say làm việc, không có là coi như là quản ngại. Đó là những cái để mà hoàn thành cho được cái khối lượng của công trường đi ra và của đơn vị nhận lời của công trường. Về thăm nơi chốn cũ, hồ nghĩa ý yêu thân, mặt hồ in bóng núi, trời trong sân yên bình.
đế dài như ngụ lẳng thinh, bờ đê sóng vỗ nghĩa tình thiết tha. 40 năm dị vãng trôi qua, mưu sinh cuộc sống bôn ba đời thường. Giờ đây tóc đã pha sương, về thăm chốn cũ công trường năm nào. Vặn nghe trong gió rì rào, vặn nghe tiếng cuốc tiếng đào năm xưa. Một thời nắng sớm chiều mưa, bo bo thay bữa sớm trưa lót lòng. Một thời gió bức trời đông, khơi mương đắp đập cho đồng lúa sân. Về thăm chốn cũ thân bình, hồ in bóng núi, in hình bóng ta. Hòa trong niềm vui chung khi dòng nước được chất chiêu từ đất, làm thay đổi cuộc sống của người dân, của nhiều phần người nơi vùng quê khắc nghiệt, đói nghèo. Nhiều người trong số các anh, các chị cũng đã tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Cái đặc biệt nữa là xin nói với các anh rằng là chúng tôi rất có nhiều cặp đôi đã được kết hôn và xây dựng hạnh phúc trên cái công trường này. Trong đó có đại đội Cầm Hiệu, mà chúng tôi có 14 cặp mà chúng tôi tổ chức trên công trường này. Đó là một cái kỷ niệm rất đẹp mà chưa có con có cháu cả rồi. Hồ chứa nước Nghĩa Hy, một trong số công trình thủy lợi được xây dựng sớm nhất trên vùng đất Cam Lộ, cung cấp nước tưới cho cánh đồng thị trấn Cam Lộ và xã Cam Hiếu. Hồ chứa nước Hà Thường, Trúc Kinh, Kinh Môn, nguồn sống cho những cánh đồng Trung Sơn, Trúc Hải và một số xã vùng đông của Gio Linh, và cùng với nhiều công trình thủy lợi lớn nhỏ khác. Từ chỗ ban đầu được đào đắp thủ công, chủ yếu bằng sức người, với phương tiện hết sức thô sơ, các anh, các chị đã đặt nền móng quan trọng để sau này Quảng Trị có điều kiện xây dựng các công trình thủy lợi ấy trở nên quy mô bằng bê tông, cột thép. Phát huy vai trò là nhân tố quyết định làm thay đổi hẳn bộ mặt nông nghiệp và nông thôn của tỉnh nhà. Từ Vĩnh Linh, Gio Linh rồi Cam Lộ, những cánh đồng một thời khô khát, một năm chỉ gieo trồng một vụ lúa, hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên. Nhiều làng mạc nghèo khó, lam lũ, sạc sơ và hầu như thiểu đói triền miên. Nhưng rồi tất cả đã chuyển mình thay đổi khi có nguồn nước thủy lợi. Đó là những cánh đồng lúa hai vụ, là những làng quê ngày mỗi ấm no, trù phú. Những tháng ngày thiểu đói giáp hạt giờ chỉ còn là câu chuyện của quá khứ. Ngược về quá khứ, những đóng góp của các anh, các chị, những người đã gắn bó tuổi xuân của mình với những công trình thủy lợi năm ấy, không chỉ đáng được trân trọng mà cũng rất cần được nhà nước và xã hội ghi nhận một cách công tâm và xứng đáng. Đã qua 40 năm rồi thì hôm nay là coi như là yêu cầu nhà nước và các cơ quan ban ngành là từ trên xuống dưới để chấp nhận cho là một số anh em là đã có công lao công hiến thì nay mai là phải làm sao để giải quyết chế độ chính sách cho họ là một cái điều mà chúng tôi mong mỏi nhất. Để vượt qua khó khăn, thử thách, để xây dựng quê hương, đất nước trở nên giàu đẹp, nhất là trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta luôn cần đến sức trẻ để mở đường, làm chủ các đài công trường. Việc ghi nhận sự đóng góp xứng đáng của những thế hệ đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình cho quê hương cũng chỉ là cách để chúng ta xây dựng, gửi gắm niềm tin, gửi một thông điệp nghĩa tình và chung thủy đến với tuổi trẻ hôm nay và cả mai sau, để các anh, các chị cũng sẽ tiếp nối thế hệ đi trước mà dâng hiến tuổi xuân đẹp nhất của mình cho quê hương giàu đẹp. Con kinh xanh từ bắn em trong bắn, ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh. Con kinh ta đào có anh và có em, đồng kinh quý quá rất nhiều đồng đội. Ngày mai đây vào mùa gặt mới, em xoay khuôn mặt hồng đến dòng kinh xanh. Con canh ta đào có em là có em, con canh ta đào có em là có em, con canh ta đào có em.